Thưa tất cả quý vị, trên Facebook Live của Chợ Sống Cho Dài Lâu, tôi tên là bác sĩ Trần Anh Tú, chuyên khoa về ruột gan. Tôi tên là bác sĩ Teneese Nguyễn, chuyên về nội thương người già và Hospice and Palliative Care Medicine. Ngày hôm nay thì mình nói một cái đề tài cũng hơi xa lạ một chút về cái vùng mà sống cho dài lâu. Nhưng mà bởi vì mình nhìn thấy, mình quen biết bao nhiêu bệnh nhân cũng thường hỏi mình là cái bệnh giãn tĩnh mạch nó như thế nào, phải chữa như thế nào. Thì kỳ vừa rồi cũng trên Facebook thì người ta cũng có hỏi về cái đó, là trong Pharmanex của mình có sản phẩm nào giúp được hay không. Cho nên là ngày hôm nay bác sĩ Teneese Nguyễn và bác sĩ Tú cũng muốn nói qua về cái đề tài này là giãn tĩnh mạch nha. Thì bây giờ mình nói trước hết là tại sao là mình lại có như vậy. Bác sĩ Teneese Nguyễn. Nói giãn tĩnh mạch thì thật sự cái tên nó hơi dài dòng, nhưng mà ở Mỹ thì thông thường mọi người chúng ta nghe là varicose vein thì nó thông thường nhiều hơn. Thì mình nói là varicose vein là một cái tình trạng nào, là thông thường nó ảnh hưởng nhiều nhất ở dưới cái chân của chúng ta cũng như là cái bàn chân. Thì tại sao mà ảnh hưởng chân nhiều, là tại vì một số người khi mà chúng ta đi, mình đi nhiều hoặc là mình đứng nhiều, mình dồn cái sức xuống thì cái vein của mình, cái valve của nó sẽ bị yếu và nó sẽ backflow, nó ngược trở lại. Thông thường thì đàn ông bị nhiều ít đàn hơn bà. Đàn ông bị đứt ít hơn là đàn bà. Đàn bà bị nhiều hơn, và một số người khi mà họ đàn bà trong lúc mà họ mang thai đó thì họ bị nhiều hơn, là bởi vì tại sao, người ta carry cái bào thai ở dưới cái bụng thì nó đè vô mấy cái mạch máu. Thì trường hợp của những người mà bị varicose vein trong lúc mà có thai đó thì chúng ta không làm gì hết, tại vì nó chỉ là một thời gian ngắn, tạm thời, short term thôi. Nó có thể last vào khoảng từ 3 tháng cho tới 12 tháng. Nó thì lúc đó dần dần nó cũng biến đi, đúng không? Đúng. Yeah. Không thì nếu mà mình nói thẳng về cái giãn tĩnh mạch đó, làm sao là nếu mà quý vị nhìn lên trên màn đó, thì thông thường cái hình phía bên trái á, là cái tĩnh mạch của mình á, là nó có mấy cái van nhỏ nhỏ nó nằm trong đó. Thì thường thường là tim thì nó bóp vô, nó cho cái mạch máu của mình đi từ máu từ trong tim ra, thì cái đó nó có một cái sức mạnh rất là mạnh để đẩy máu đó tới các cơ thể của mình. Nhưng mà khi mà máu nó muốn trở lại về cái tim của mình thì nhất là phía dưới cái chân của mình thì nó lại không có những cái gì mà bơm lại, cho nên là trong cái valve của mình nó chỉ cần là những cái cơ, mấy cái bắp thịt ở dưới chân của mình. Thì nếu mà mình cử động đi bộ này kia thì khi mà nó mấy cái bắp thịt nó bóp ra bóp vô thì nó sẽ đẩy cái máu đó trở về tim. Nhưng mà từ ở dưới trở lên là cũng rất là khó, cho nên là trong cái tĩnh mạch đó, là nó có mấy cái van thì máu nó đưa lên nhưng mà nó không kéo xuống được, bởi vì nó có mấy cái van nó dừng lại cho cái máu nó không có xuống. Nhưng mà nếu mà cái van nó bị hư, nếu mà quý vị nhìn thấy cái tấm hình ở phía bên phải đó, thì nếu mà cái van nó bị hư thì tự nhiên là cái máu kia nó không có ngừng lại được, mà nó lại chạy lại xuống dưới đất chân của mình, cho nên càng ngày nó càng nở ra, cho nên là càng cái tĩnh mạch của mình nó càng lớn. Cho nên nếu mà lớn quá thì quý vị cũng nhìn thấy là bắt đầu nó càng lớn thì nó thành là giãn tĩnh mạch hay là varicose vein. Cho nên là vì như vậy đó, càng ngày mình càng thấy ở ngoài mình thấy mấy cái vết đó nó như thế nào, nó lớn như thế nào. Cho nên nhiều khi người ta thấy lớn quá cho nên người ta thấy xấu xí muốn cắt đi. Cho nên là mấy cái chuyện đó là về cosmetic thì những người gọi là nhất là những người mặc quần đùi hay này kia, người ta không có muốn mình thấy dỡ ra mấy cái giãn tĩnh mạch đó, cho nên là nhiều khi cũng tìm mấy văn phòng bác sĩ coi xem là có thể mình cắt mất đi được, làm mất đi được hay không. Thì tí nữa mình sẽ nói về là làm cách nào có thể mình cắt bỏ đó, hay là có thuốc gì có thể giúp cho được cơ thể như vậy thì sau này mình sẽ nói sau. Còn bây giờ thì thường thường là nếu mà bị cái này thì có bị đau nhức gì không? Không, thực sự những người mà họ bị varicose vein nó
nó nhìn thì không có có đẹp ở dưới cái chân của mình thôi, nhưng mà thực sự đau thì không có, rất là ít. Nhìn bên ngoài vô thì có khi mình thấy nó màu xanh xanh đậm, mà có khi thì thấy màu màu tím, nhưng mà càng to thì nhìn nó lại càng thấy không có có đẹp. Cho nên một số người thì người ta cảm thấy người ta không muốn nó trên cơ thể của người ta thôi, nhưng mà thực sự ra trước hết đó là mình phải biết lý do tại sao để mà cho người ta tránh, đúng không? Hồi nãy là tôi nói là một số người họ đứng nhiều, họ bị và họ khi mà đi nhiều, đi bộ nhiều cũng bị nữa. Thì khi mà mình nói ra như vậy đó là tôi muốn giải thích cho một số người, tại vì một số người không hiểu là tại sao chúng ta trong cơ thể chúng ta, cái người mình có cái mạch máu đỏ và mạch máu xanh. Thì mạch máu đỏ mình nói là cái arteries, arteries thì nó cái nhiệm vụ như thế nào, là có bổn phận carry máu từ trong trái tim, oxygen máu mà có chứa chất oxygen từ trong tim của chúng ta ra tất cả tới các bộ phận cơ thể trong người. Còn cái veins tức là cái mạch máu màu xanh, nhiệm vụ là gì? Là tĩnh mạch thì người ta nói đó, nhưng mà cái veins thì mình biết là cái nhiệm vụ của nó là nó có trách nhiệm mang những cái máu mà không có đủ chất oxygen, nó gọi là deoxygenated blood, trở về cơ thể của chúng ta và sẽ vô trong phổi, và sau đó đủ oxygen rồi sẽ đi qua về về tim và lại trở lại tất cả các bộ phận khác trong trong cơ thể chúng ta. Vì vậy chúng ta phải hiểu được biết là cái mạch máu đỏ nó có function như thế nào và mạch máu xanh thì như làm sao. Thì varicose veins nó chỉ ảnh hưởng trong cái mạch máu xanh thôi chứ không ảnh hưởng vào cái mạch máu đỏ. Đó. Cái đó thì bây giờ mình nói là tại sao bây giờ nếu mà mình đứng nhiều quá hay là mình ngồi lâu quá mà không có cử động ấy, thì cái đó là một cái nguy cơ để bị như vậy. Rồi còn mấy cái khác thì sao? Trường hợp một số người nữa là khi mà lớn tuổi ấy, thì chúng ta bị nhiều. Càng lớn tuổi thì khi cái valve nó bắt đầu nó sẽ yếu đi và cái máu nó sẽ ngược lại trở lại đi ngược trở lại vào trái tim của chúng ta, thì nó sẽ cause cái gọi là cái backflow đó. Thì nó sẽ dễ bị hơn. Còn một số người nữa là nãy tôi nói đó là during trong lúc mà có thai đó thì bị đè vô cái mấy cái mạch máu ở ngay cái pelvis. Mà cũng mấy cái hormone nó cũng thay đổi nữa phải không? Đúng, yeah. Chất hormone trong lúc có thai nó cũng làm cho chúng ta thay đổi. Và một số người ai mà uống birth control pill, tức là những quý đàn bà phái nữ đó, một là uống birth control pill, hai là họ uống hormone replacement therapy, nó cũng thay đổi cái hormone trong người và dễ bị varicose veins nhiều hơn. Còn trong gia đình nữa, nếu người mà có bị varicose veins nữa, những ai mà có gia đình mà có cái gene di truyền bị varicose veins thì họ bị nhiều hơn. Chẳng hạn như ông hoặc bà hoặc anh chị cô chú bác thì người con cháu bị nhiều hơn. Còn ở đây tôi cũng dặn thêm nữa là một số người khi mà họ mặc đồ chật quá đó, từ ngay chỗ cái bụng đó, mà đè vô xuống đó, thì nó cũng làm nó ôm chặt bó quá đó, thì nó cũng làm cho mấy cái máu nó không có được lưu thông, thì trong lúc đó cái circulation nó giảm, nó không lưu thông như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái valve của cái veins nó yếu và máu nó sẽ ngược trở lại nhiều hơn. Ok. Rồi còn những người mà béo phì, những người mà lên cân. Thì béo phì cũng như nằm trong trường hợp của một số người mà trong lúc có bầu béo phì, thì tại sao cái bụng của họ nó bự, nó to và nó sẽ đè vào những cái mạch máu. Đó, thì mấy cái triệu chứng đó, mấy cái nguy cơ, mấy cái mà những cái gì mà quý vị cũng để ý một chút, bởi vì khi mà cái tĩnh mạch mà nó làm việc không có được tốt đó, thì lúc đó bắt đầu sẽ bị cái giãn tĩnh mạch, thì dần dần qua thời gian thì nó mới bị bắt đầu nó nhỏ nhỏ, dần dần nó sẽ lớn lên. Thì nếu mà nó bị lâu ngày thì như thế nào? Lâu ngày thì về cái triệu chứng nó như thế nào? Nó có bị ảnh hưởng gì tới cơ thể sau này hay không? Tùy theo, có người sẽ bị bleeding, chảy máu, hoặc là bị ulcer,
hoặc là có người sẽ bị máu nó đọng cục lại thành blood clot, hoặc là một số người đó những cái ulcer này mà nó bị lở loét ra rồi mà nó không lành á, nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ thống máu lưu thông. Và khi mà bị nhẹ thì không sao, mà nếu nặng á, nhiều khi có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe của một số quý vị lớn tuổi. Đó, thì cho nên là cái tấm hình này tôi muốn đăng lên trên mạng đó là để cho quý vị nhìn thấy là nếu mà không có cẩn thận, mà không có đi khám, gọi là đi khám bệnh mà tìm một cái điều để điều trị cái bệnh này ấy, thì nó có thể kéo dài ra, có thể làm lở loét cái chân của mình. Mà nếu mà phía bên phải mà nó loét quá lớn thì nó rất là khó, cho nên là cần phải giải phẫu này kia rồi người ta làm lại. Cho nên là quý vị cũng cẩn thận một chút, nếu mà nó đang còn nhỏ thì cố gắng làm một cái nào để phá nó đi thì càng sớm càng tốt. Còn nếu mà kéo mà lâu dài quá thì nó sẽ lở loét ra như vậy thì rất là khó. Cho nên vậy thì bây giờ nếu mà nói như vậy thì bây giờ mình nói về điều trị, treatment thì như thế nào, thì ban đầu thì mình phải làm như thế nào? Chữa trị thì thật sự tùy theo, nếu mà những người mà trong lúc mà họ có bầu hoặc là họ lên cân á, thì mình không có cần chữa trị, bởi vì cái thời gian mà khi mà sanh em bé xong rồi thì từ từ nó sẽ biến mất. Còn những người nào mà họ lên cân mà họ bị bệnh béo mập phì đó, thì chỉ có cách bằng cách là mình xuống cân, mình tập thể dục, mình xuống cân thì tự động khi cái bụng của họ giảm xuống thì là cái varicose vein nó sẽ từ từ nó mờ và nó biến mất đi. Còn trường hợp mà một số người mà chẳng hạn như mà họ bị đau, nó thỉnh thoảng nó làm cho bị aching, nó nhức tí xíu, hoặc là nó làm cho nhói, hoặc là nó bị chảy máu, hoặc là nó quá to và nhiều khi nhìn nó không có được cho thẩm mỹ, express trường hợp trong những trường hợp của những cô, thì nhiều khi là chúng tôi nghĩ là họ muốn làm sao để mà bỏ ra, coi như là biến mất được những cái màu không có đẹp trên cái chân của họ như vậy, thì mình phải làm gì? Mình phải cố gắng, như tôi nói đó, là tập thể dục đó, xuống cân, đừng có mặc quần áo chật, và cũng như đừng có đi giày cao gót nhé. Hoặc khi mà mình nếu mà có cơ hội chịu khó ngồi hoặc là nằm xuống để mà mình dựng cái chân mình lên, nhấc chân lên nó cao hơn cái trái tim của mình. Cái tim của mình nó nằm ở bên trái, thì trong cái ngực của mình nó nằm ngay bên trái bên đây 2/3, thì khi mà mình nhấc cái chân nó lên như vậy đó, thì máu nó sẽ dồn xuống và nó sẽ đỡ, nó cho cái bao của mình không có làm việc mệt và nó không có máu, nó không có ngược lại, thì nó sẽ giúp cho cái valve nó được stronger, tức là tốt hơn. Cho nên là ban ngày nếu mà quý vị mà đứng nhiều hay là ngồi nhiều, ngồi lâu ấy, thì cố gắng nếu mà về nhà thì cố gắng nằm xuống rồi đưa cái chân lên cao, rồi gọi là lấy một cái gối gì đó để lên trên cái gối để cái máu đó nó có thể thông lưu về cái trái tim của mình, nhất là những người lớn tuổi nữa, cho nên là mấy cái valve của cái tĩnh mạch đó, nó không có được làm việc tốt, cho nên là nếu mà cứ làm như vậy thì nó đỡ bị sưng nữa, cho nên là cũng rất tốt. Rồi còn nếu mà không ấy, thì ban đầu trường hợp mà bị nặng á, mà họ đã try hết rồi, xuống cân, tập thể dục, không đi giày cao gót, rồi không có đi mặc quần áo chật á, và cố gắng rồi mà không bớt á, thì cái cách kế tiếp là làm gì? Mình sẽ cho họ đeo một cái đôi vớ, nó gọi là compression stocking. Mà cái vớ này không phải là vớ bình thường, tức là mình đeo vô nó sẽ bóp vô đó, cái chân của mình nó hơi chặt. Thì cứ mỗi lần mà đi cái là nó sẽ bóp vô, thì gọi là nếu mà mình gọi là chờ đợi, nếu mà mình có làm việc hay không, mấy cái cơ bắp của mình mà nó có bóp ra bóp vô hay không á, thì có cái vớ này thì nó cũng giúp cho mình như vậy, cho nên là nó sẽ đẩy cái máu từ dưới chân đưa lên tới ngực của mình. Cho nên là cái mà có quý vị có thể mua ở ngoài á, là cái compression stocking, là cái loại vớ đó nó giúp cho đưa cái máu ở dưới chân đưa lên trên. Còn trường hợp nếu mà đã đeo cái vớ này tùy theo, nó có một số người có thể, chúng ta có thể ra ngoài các chợ, ở ngoài các tiệm thuốc họ có bán,
mà nếu mà xài rồi mà không thấy đỡ thì họ có thể xin toa thuốc của bác sĩ, và họ sẽ bán cho một cái loại vỡ mà tùy theo cái độ để mà nó đè vô nhiều hơn so với những đôi vỡ bên ngoài. Thì đã xài vỡ rồi mà không thấy đỡ thì sau đó người ta có thể chích bắt đầu chích thuốc sclerosis therapy vô để cho nó gọi là cho nó xẹp cái chỗ đó. Thì khi mà trước khi chích và sau khi chích đó, thì đó thì quý vị có nhìn trên mạng đó, là phía bên trái before đó nhìn thấy cái này gọi là spider vein, nó tự giống như là bị giãn tĩnh mạch vậy, thì nó cũng màu tím khi mà người ta chích vô. Như phía bên phải ấy, thì có một cái kim rất là nhỏ, người ta bơm vô một cái chất scleroclin, nó bơm vô vào trong mấy cái tĩnh mạch đó. Thì ban đầu thì mình nhận thấy như vậy. Khi mà mình xài cái này cần phải tới văn phòng bác sĩ cũng 2-3 lần chứ không phải một lần nó không làm hết, nhưng mà 2-3 lần đó thì lúc đó thì mình nhìn thấy rõ. Cho nên là nhìn mình thấy cái tấm hình after đó là sau khi cũng khoảng 5-6 session tới văn phòng đó thì bắt đầu nó biến mất đi dần dần. Cái đó là cái phương pháp thứ nhì, là gọi là sclerotherapy, là tới văn phòng bác sĩ chích vào trong tại trong văn phòng đó, không cần phải vô bệnh viện gì hết, thì người ta có thể làm như vậy được cho quý vị. Còn cái kế tiếp là gì, là laser. Nếu mà không có chích thì bây giờ mình xài laser, thì bây giờ tối tân lắm, có laser chiếu ở ngoài như quý vị nhìn thấy phía bên phải đó, thì nó có một cái laser. Nếu mà cái gọi là tĩnh mạch này nó rất là nhỏ, không có lớn, thì mình có thể xài cái laser nó chơi ở ngoài. Còn bây giờ nó có loại laser nó vào trong luôn cái tĩnh mạch, cho nên nếu mà cái tĩnh mạch mà nó hơi lớn một chút, mà nó giãn ra hơi nhiều chút ấy, thì người ta xài cái laser nó đi thẳng vào trong cái tĩnh mạch đó, rồi bắt đầu nó đốt từ trong ra. Khi mà đốt từ trong ra thì mình có thể nhìn thấy như cái tấm hình đó, là bên bên trái thì before thì quý vị có nhìn thấy mấy cái tĩnh mạch nó hơi lớn không? Rồi sau khi mà xài người ta dùng laser để đốt đi thì phía bên phải after thì nó cũng biến mất hẳn luôn. Cho nên là cái phương pháp bây giờ cũng rất là tối tân, mà cái này cũng làm ở trong văn phòng nha, cũng không có cần phải vô nhà thương. Còn thì dù mà cái loại mà lớn quá, thì dù mà cái tĩnh mạch mà nó lớn quá thì như thế nào? Thì nếu mà xài mấy cái phương pháp kia mà không có thay đổi, không có giúp được gì ấy, thì lúc đó người ta mới mang vô nhà thương để giải phẫu, để strip cái vein, tức là cắt đi xong rồi kéo ra. Đó, thì quý vị có thể nhìn vào mấy cái tấm hình đó, như phía bên trái thì thấy cái tĩnh mạch của nó lớn như thế nào. Rồi sau khi mà người ta cắt ra là người ta gọi là cho một cái ống vô trước đã, một cái ống gọi là plastic, ống bằng nhựa, cho nó vào đó trước. Trong cái khi mà làm thẳng rồi bắt đầu người ta cột hai đầu. Khi mà cột hai đầu bắt đầu rồi người ta mới kéo ra. Cho nên cái hình phía bên phải người quý vị nhìn thấy đó, là cái tĩnh mạch đó nó kéo ra nguyên một dây như vậy. Rồi lúc đó bắt đầu nó cắt đi. Thì cái tấm hình là trước khi giải phẫu và phía bên phải sau khi giải phẫu thì cũng sẽ mất đi. Nhưng mà cái này cần phải vô nhà thương làm mới được. Mà cũng có thẹo nha, chứ bởi vì mà thẹo nhỏ thôi chứ không có phải là thẹo lớn. Cho nên là cái đó là bất đắc dĩ lắm. Nếu mà quý vị muốn gọi là bị cái tĩnh mạch nó lớn quá, cho nên cần phải làm gì thì giải phẫu thì cứ ở đó. Còn bây giờ mình mấy cái phương pháp đó thường cần phải gặp bác sĩ thì mới giúp được. Còn bây giờ nhiều người bây giờ họ không muốn tới văn phòng thì như thế nào? Thì có phương pháp gì khác, có ăn uống như thế nào để cho giúp cho mình làm mất cái đó được không? Được, chúng ta có thể try. Tại vì cái chân của mình đó, thông thường đó là mình phải uống nước với lại mình ăn đủ chất dinh dưỡng. Mà trong Formanex thì có sản phẩm gọi là Vein Formula. Vein Formula có những gì trong đó? Có chất vitamin C và có cái seed của cái trái nho đó, grape seed extract ra đó, thì nó sẽ giúp cho những cái mạch máu màu xanh, tức là cái vein đó, nó balance cái lượng nước ở dưới chân của chúng ta và có thể giúp cho cái vein của mình đó, nó máu nó dồn trở lại về cái trái tim của mình được tốt hơn. Yeah.
Thì cái sản phẩm mà mình nói Formanex á, là cái vein formula. Thì cái này thật ra là nó có chất nho trong đó. Thì trong đó thì nó có gì? Có nhiều chất chống oxy hóa. Cái đó là một. Cái đó nó có thể giúp cho rất là nhiều. Cho nên người ta, cái này là scientific đồng hoặc người ta có coi là vì xài cái sản phẩm này á, nó có thể giúp được. Cho nên là cái tấm hình đây là tấm hình của một người mẹ ở Việt Nam, của một người trong đội nhóm. Thì cô ta cũng cho mình xài cái tấm hình này. Thì before là cái trước khi uống sản phẩm ấy, thì thấy mấy cái tĩnh mạch nó cũng khá lớn. Nhưng mà trong vòng 2 lọ, chắc mỗi một lọ là 30 ngày, thì chắc trong vòng 2 tháng thì cô ta nói rằng là mẹ gửi qua tấm hình thì bây giờ cái chân phía bên phải thì lại biến mất đi. Cho nên là cái sản phẩm này nó giúp cho mẹ của cô ta rất là nhiều, mà người ta gọi là rất là cảm ơn có cái sản phẩm đó, cần phải uống, không cần phải tới văn phòng bác sĩ. Thì cho nên là như bác sĩ Teneese Nguyễn có nói về cái sản phẩm này, thì khi mà mình uống vô á, thì cũng giúp cho mình chống oxy hóa, giúp cho mình làm cho mấy cái chất gọi là phía cái tĩnh mạch nó khỏe đi, nó không có giãn hẳn ra nhiều mà có thể co lại được. Cho nên là nếu mà và giúp cho cái máu hệ thống tiêu có cái hệ thống mạch nó được tốt. Cái blood circulation nó tốt hơn. Và có thể balance được cái nước trong cái dưới chân của chúng ta. Cho nên thì làm gì thì làm, trước hết thì quan trọng nhất là gì, là mình cần phải tập thể dục hay là cố gắng đi bộ. Thì chỉ có đi bộ tập thể dục thì mấy cái cơ của mình nó bắt đầu cứ bóp ra, bóp vô, thì cái đó nó mới giúp cho cái tĩnh mạch của mình đưa cái máu từ dưới chân lên trên ngực, lên trên tim của mình, thì lúc đó thì mới thấy đỡ. Còn thứ nhì đó, đừng có lên cân nhiều quá. Nếu mà béo quá thì mấy cái chất mập đó, nó mấy chất béo đó nó sẽ cường trợ, nó không có cho cái tĩnh mạch đó làm việc tốt. Còn gì mà nói quên nhỉ? Thì nếu mà mình nói về có sản... một số người họ có thể xài cái chất nó gọi là butcher's broom. Thì nó cũng giúp, hoặc là một cái nuts nó gọi là horse chestnut cũng tốt, và một loại nữa gọi là sweet clover. Thì không biết tiếng Việt nó dịch ra ba cái chất này là cái gì, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái vein formula của Formanex có đầy đủ chất dinh dưỡng và giúp, thì tôi nghĩ pop vô một viên thuốc giữa cái ngày mà nó gọi, họ gọi là in between meals, một ngày có thể từ 1 cho tới 2 viên thôi. Và uống sau khi ăn, giữa cái bữa meal buổi sáng và buổi tối, buổi sáng và buổi trưa đó, hoặc là từ buổi trưa mình ăn trưa xong trước giấc chiều, trước khi mình ăn tối. Đó, thì như vậy thì tôi nghĩ nó đỡ hơn. Chứ còn thực sự mổ thì vừa đau mà chưa chắc nó work, chưa chắc nó đã đỡ. Nhưng mà bây giờ nói mấy người mà tới khám bác sĩ thì nói vô cái người ta cũng không tới. Cho nên là mấy cái phương pháp kia như là chích vô vào thẳng vào cái tĩnh mạch, với lại có xài laser này kia, thì nếu mà quan trọng lắm mà người ta mới vô. Chứ còn nếu không thì ở nhà uống gọi là ăn uống đàng hoàng, uống sản phẩm vein formula này kia thì cũng giúp rất là nhiều. Cho nên thật ra cái đề tài này nó rất là ngắn ngủi, nhưng mà cũng nhiều người cũng hỏi mình là có phương pháp gì khác hay không. Thì ngày hôm nay bác sĩ Teneese Nguyễn và bác sĩ Tú cũng muốn chia sẻ một chút. Thì nếu mà cũng giúp được quý vị một phần nào đó, thì quý vị cũng giúp cho người thân, người bạn bè, ông bà, nhất là những người lớn tuổi ấy, thì mấy cái tĩnh mạch đó nó rất là yếu. Cho nên là nếu mà giúp được cho quý vị uống vein formula, nó sẽ giúp cho rất là nhiều. Cho nên là cố gắng làm như vậy thì phòng ngừa sau này nó không có bị lở loét ra như cái tấm hình mà mình đã đăng lên mạng như vậy đó. Thì nếu mà làm càng sớm thì càng tốt, còn nếu mà để lâu ngày thì lại hại cho cơ thể của mình. Vậy thì thôi, chắc cũng hết giờ mà hết đề tài để nói. Cho nên là chúng tôi cũng xin hẹn gặp tuần sau. Và cũng cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi cái chương trình Sống Cho Già Lâu này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.